Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bình luận quốc tế phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, trong khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn ra dữ dội và rất khó có thể tiên đoán khi nào sẽ chấm dứt, thì dường như giờ đây là lúc để cho những bộ óc khôn ngoan và lý trí lên tiếng nhằm thử xác định nguyên do thực sự cũng như thử tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xung đột. Bàn luận về vấn đề này, kính mời quý vị cùng Thế giới nghiêng đón xem một bài phân tích của tác giả, nhà báo Lập Nguyễn với tiêu đề Khi cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Theo Natasha Gray, chuyên gia phân tích thuộc Tổ chức Tư vấn Chính trị Strategic Contour Foundation SCF có trụ sở tại Moscow, các quan chức quân sự hàng đầu phương Tây và giới tinh hoa của nhiều nước Đông Âu thời gian gần đây đã trở nên tích cực một cách bất thường liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine qua việc đồng loạt lên tiếng kêu gọi các gia tăng áp lực lên nước Nga cho đến khi Ukraine đạt được thắng lợi cuối cùng. Thậm chí Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây tuyên bố rằng tất cả thành viên của liên minh đồng ý kết nạp Ukraine vào khối quân sự này, mặc dù điều này đã bị Hungary ngay lập tức lên tiếng bác bỏ. Nhưng cùng lúc đó, nhiều tổ chức tư vấn và phương tiện truyền thông có uy tín tại phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lại càng gióng lên những hồi chuông cảnh báo rằng cuộc xung đột không chỉ đang đi vào ngõ cụt mà nó còn nguy cơ sẽ dẫn đến một thất bại thảm hại không chỉ cho Ukraine và phương Tây. Và điều gì đang thực sự diễn ra? Trong bài viết gần đây trên tạp chí SCF, bà Wright cho rằng mặc dù phương Tây đang ra sức lên dây cót cho Kiev, tuy nhiên thực tế lại cho thấy một sự thật khác hẳn khi nhiều nước phương Tây buộc phải thừa nhận rằng Nga là một cường quốc hùng mạnh, đáng được tôn trọng và nên được đối xử như vậy. Có thể nhận thấy điều này qua việc tổ chức phân tích chính trị phi lợi nhuận Grand Corporation của Mỹ bất ngờ đưa ra khuyến nghị không nên để cuộc khủng hoảng kéo dài thêm nữa, do cái giá mà Mỹ và EU sẽ phải trả tăng lên gấp nhiều lần. Lời cảnh báo tương tự như vậy trước đó cũng đã được đưa ra từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, một tổ chức tư vấn có uy tín trong lĩnh vực đối ngoại. Đáng chú ý, báo New York Times đã đăng tải rất nhiều thông tin cho biết rằng không ít quan chức Mỹ nghi ngờ sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine và nhận định rằng việc viện trợ của Mỹ cho Kiev sẽ bị cắt giảm trong trường hợp cuộc phản công thất bại. Dường như đang tồn tại một nghịch lý ở phương Tây, theo đó, trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Kiev để hỗ trợ cuộc phản công của nước này, thì đồng thời cũng xuất hiện không ít những lời cảnh báo về việc đừng hy vọng cho Ukraine thành công cũng như chuẩn bị cho khả năng cuộc chiến đi vào ngõ cụt. Phương Tây chắc chắn hiểu rõ mặc dù không thể thừa nhận công khai rằng việc tiếp tục xung đột sẽ chỉ dẫn đến một thất bại nặng nề, chứ không phải là chiến thắng vẻ vang như họ hy vọng, bà Gray nhấn mạnh. Bài viết trên tạp chí Strategic Contour kết luận ít nhất cho đến lúc này không thể phủ nhận đây chẳng qua là một sự thừa nhận thất bại với hàm ý kép rằng Nga đơn giản không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, giới lãnh đạo phương Tây bày tỏ lo ngại còn xuất phát từ một lý do khác nữa. Những tin tức rò rỉ trên báo chí Mỹ trong thời gian gần đây cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những kế hoạch quân sự táo bạo và những ý tưởng liều lĩnh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Thông tin đáng lo ngại liên quan đến những tính toán của Kiev. Báo Washington Post mới đây cho ra một số thông tin thực sự gây sốc. Những tài liệu tình báo mật của Mỹ bị rò rỉ trước đó đã cho thấy Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị với các quan chức hàng đầu của Ukraine để quân đội Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, cũng như ông này đề xuất cho nổ tung đường ống dẫn dầu của Nga dẫn tới Hungary, một quốc gia thành viên của NATO. Đây thực sự là những thông tin gây lo ngại và điều này quả thực đã làm nổi bật hơn nữa những nguy cơ khủng khiếp của việc vũ trang không ngừng của Tổng thống Zelensky bằng những loại vũ khí ngày càng hùng mạnh nếu ông Zelensky thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga bằng những vũ khí được NATO trang bị. Chắc chắn Nga sẽ coi đây là một hành động được nước Mỹ hỗ trợ và đứng đằng sau. Điều này đến lượt nó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ và làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Và nó cho thấy cần hành động kiềm chế như thế nào trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Và điều này không phải là dấu hiệu của sự yếu ớt, mà nó cho thấy sự khôn ngoan. Quả thực, những thông tin tình báo mà Washington Post có được cho thấy Tổng thống Zelensky đã vạch ra những chiến lược quân sự vượt khỏi cái mà Mỹ mô tả là lằn ranh đỏ cho Ukraine. Đó là tấn công vào lãnh thổ của Nga. Việc đề xuất một kế hoạch không giống như việc theo đuổi kế hoạch đó. Tuy nhiên, những thông tin tình báo có được đó vẫn là một cánh cửa sổ cho thấy tâm trạng và suy nghĩ thực sự của Zelensky là đáng lo ngại như thế nào.
cũng như cho thấy việc suy nghĩ quá dễ dãi về chiến tranh có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh tuột khỏi vòng kiểm soát, dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu như thế nào. Theo Washington Post, tại một cuộc họp vào tháng Giêng 2023, Zelensky gợi ý Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, đồng thời đưa lực lượng bộ binh của Ukraine tiến vào lãnh thổ của kẻ thù để chiếm đóng những thành phố biên giới của Nga, không nêu tên. Tờ báo đưa tin tại một cuộc họp khác trong tháng 2 với tư lệnh quân đội hàng đầu của Ukraine, Zelensky đã bày tỏ lo ngại rằng Ukraine không có những tên lửa tầm xa có khả năng tấn công vào các điểm triển khai quân của Nga bên trong lãnh thổ của Nga, cũng như không có những vũ khí có khả năng tấn công quân Nga, và ông đưa ra ý kiến sử dụng các phương tiện không người lái tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Rostov. Ngoài ra, trong một cuộc họp khác với Phó Thủ tướng Ukraine, Zelensky đã đề cập đến khả năng cho nổ tung một đường ống dẫn dầu giữa Nga và Hungary nhằm làm tê liệt nền kinh tế của Hungary. Lầu Năm Góc đã không bình luận về mức độ xác thực của những thông tin nêu trên, còn Zelensky cho rằng thông tin này là tưởng tượng. Tuy nhiên, ông lại lên tiếng bảo vệ việc sử dụng mọi cách để bảo vệ cho Ukraine. Việc các nhà lãnh đạo chính trị thảo luận một loạt rộng lớn những lựa chọn về chính sách để giải quyết một thách thức nào đó theo một cách tối ưu nhất là chuyện hết sức bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa được phép đưa ra những giả thuyết làm trò đùa coi như một cách tiêu khiển. Trên thực tế, các phương tiện không người lái của Ukraine cho đến nay đã tấn công vào các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Và điều đáng nói ở đây là chúng đã được sử dụng để tấn công vào chính các khu vực mà Zelensky đề xuất trong cuộc họp hồi tháng 2. Một cách bao trùm hơn, những gì diễn ra giống như một cánh cửa sổ cho thấy suy nghĩ thực sự của Zelensky. Trong khi cam kết công khai là không tấn công vào lãnh thổ của Nga bằng vũ khí phương Tây, thì những tin tức tình báo rõ rệt cho thấy Zelensky thực sự rất muốn thực hiện điều này. Có thể hiểu được tại sao Tổng thống Ukraine muốn như vậy. Ông muốn tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh vào lực lượng của Nga ở bên trong lãnh thổ của Nga, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi cách đánh giá của Tổng thống Putin về cái giá phải trả cho cuộc chiến tranh, cũng như cho vị thế chính trị của ông Putin tại Moscow. Nếu cuộc chiến tranh chuyển hướng có lợi mang tính quyết định cho Nga trong những thắng lợi tới, Zelensky có thể quyết định tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga bên trong lãnh thổ của Nga như một chiến thuật tự vệ. Nếu đúng như vậy, cách nghĩ nói trên của Zelensky là một điều hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, vấn đề rắc rối ở chỗ Ukraine hiện không chiến đấu một mình trong cuộc chiến này. Việc Ukraine bất ngờ chống chọi được với Nga kể từ tháng 2 2022 đến nay sẽ không thể có được nếu nước này không nhận được những lượng thiết bị quân sự khổng lồ, cố vấn chiến lược và sự hỗ trợ tình báo của NATO, đặc biệt là từ Mỹ. Nếu Ukraine hành động đưa chiến tranh sang lãnh thổ của Nga, Moscow chắc chắn sẽ coi đây là hành động tấn công của Mỹ, và điều này không tránh khỏi sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc chiến tranh hiện nay. Tổng thống Putin có thể đi đến quyết định leo thang của chiến tranh coi đây là hành động cần thiết cho sự tự do của nước Nga, một lập trường có thể dẫn tới chỗ đối đầu nguy hiểm giữa Nga và Mỹ trong một lĩnh vực mà Nga có thể cạnh tranh với Mỹ một cách mạnh mẽ hơn, đó là vũ khí hạt nhân. Những tin tức tình báo rõ rệt biện minh cho việc tại sao chính quyền Biden không muốn gửi những tên lửa tầm xa và một số phương tiện quân sự cho Ukraine vì lý do những vũ khí này có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga. Những tin tức tình báo mới đây được tiết lộ, cái nhắc nhở rằng việc suy nghĩ hết sức thận trọng cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ là điều hợp lý, mà nó còn xuất phát từ mối lo ngại liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại nữa. Kẻ thù lớn nhất của phát triển kinh tế là chiến tranh. Nếu thế giới tiếp tục trượt sâu vào xung đột toàn cầu, những hy vọng về kinh tế cũng như sự tồn tại của chính nhân loại sẽ bị lâm nguy. Rõ ràng, kẻ chịu thất bại lớn nhất về kinh tế trong năm 2022 chính là Ukraine, khi nền kinh tế của nước này sụt giảm tới 35% theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cuộc chiến tranh ở Ukraine có thể sớm kết thúc và sự phục hồi kinh tế có thể bắt đầu diễn ra. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc việc Ukraine có nhận thức được tình thế nguy hiểm của mình là nạn nhân của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm Mỹ-Nga mà nó đã bùng phát từ năm 2014 hay không. Nhìn lại Afghanistan, bài học cho Ukraine từ những cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Mỹ đã vũ trang và tài trợ ồ ạt cho Ukraine kể từ năm 2014 với mục tiêu mở rộng NATO và làm suy yếu nước Nga một cách điển hình. Các cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ thường kéo dài trong nhiều năm và thậm chí nhiều thập kỷ, và hậu quả để lại thường là những quốc gia nơi chiến tranh diễn ra như Ukraine chẳng hạn rơi vào tình cảnh đổ nát hoang tàn. Nếu cuộc chiến tranh ủy nhiệm này không sớm kết thúc, đất nước Ukraine sẽ đối mặt với một tương lai thảm khốc. Ukraine cần rút ra bài học từ những quá khứ kinh hoàng để tránh một kết cục thảm họa. Một trong những bài học đáng chú ý nhất là Afghanistan.
Bắt đầu vào năm 1979, Mỹ đã vũ trang cho lực lượng Mujahideen, chiến binh Hồi giáo, để gây rối cho chính quyền được Liên Xô hậu thuẫn ở Afghanistan. Theo giải thích sau này của Janil Breski, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Jimmy Carter, thì mục tiêu của Mỹ là khiêu khích để Liên Xô can thiệp nhằm làm Liên Xô mắc kẹt vào cuộc chiến tranh tốn kém. Các nhà lãnh đạo Mỹ khi đó đã không hề quan tâm đến những thiệt hại đối với mạng sống của người dân Afghanistan. Quân đội của Liên Xô đã tiến vào Afghanistan năm 1979, đúng như ý của Mỹ kỳ vọng, và chiến đấu tại đó trong suốt những năm 1980. Trong thời gian đó, những lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã lập ra tổ chức Al-Qaeda vào những năm 1980 và tổ chức Taliban vào đầu những năm 1990. Chiêu trò mà Mỹ thực hiện nhằm làm hại Liên Xô đã quay trở lại và gây hại cho chính nước Mỹ. Năm 2001, Mỹ xâm lược Afghanistan để tấn công Al-Qaeda và Taliban. Cuộc chiến tranh Mỹ tại Afghanistan đã kéo dài 20 năm cho đến khi Mỹ cuối cùng cũng rút đi vào năm 2021. Đất nước Afghanistan hiện ở trong cảnh đổ nát. Trong khi Mỹ bỏ ra hơn 2.000 tỷ USD cho chi phí quân sự, thì đất nước Afghanistan hoàn toàn khánh kiệt, với GDP đầu người trong năm 2021 là chưa đến 400 USD. Như một món quà chia tay cho Afghanistan vào năm 2021, chính phủ Mỹ đã chiếm đoạt khoản tài sản ngoại hối nhỏ nhoi duy nhất của Afghanistan để làm tê liệt hoàn toàn hệ thống ngân hàng của nước này. Chiến tranh ngụy nhiệm ở Ukraine đã bắt đầu diễn ra cách đây 9 năm khi chính phủ Mỹ ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych của Ukraine. Theo quan điểm của Nga, tội của Yanukovych là do ông này có ý định duy trì sự tập trung của Ukraine bất chấp việc Mỹ muốn mở rộng NATO, bao gồm cả Ukraine và Georgia. Mục tiêu của Mỹ để các nước NATO bao vây nước Nga trong khu vực Biển Đen. Và để thành đạt mục tiêu này, Mỹ đã tiến hành vũ trang và tài trợ ồ ạt cho Ukraine kể từ năm 2014. Những nhân vật chủ chốt của Mỹ chủ trương theo đuổi chính sách này khi đó và hiện nay vẫn là một. Quan chức phụ trách vấn đề của Ukraine của chính phủ Mỹ vào năm 2014 là trợ lý ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland, và bà này hiện giữ chức thứ trưởng ngoại giao Mỹ. Trở lại năm 2014, bà Nuland khi đó cộng tác chặt chẽ với Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, người đã giữ vai trò tương tự cho Phó Tổng thống Biden khi đó. Chính quyền Mỹ dường như đã bỏ qua hai thực tế chính trị phủ phàng ở Ukraine. Thứ nhất, Ukraine bị chia rẽ sâu sắc về mặt sắc tộc và chính trị giữa những người theo đuổi đường lối dân tộc, căm ghét người Nga ở phía Tây đất nước và những người thuộc chủng tộc Nga ở phía đông Ukraine và bán đảo Crimea. Thứ hai, việc NATO mở rộng bao gồm Ukraine đã vượt qua làn ranh đỏ mà Nga vạch ra trước đó. Nước Nga sẽ chiến đấu đến cùng và leo thang nếu cần nhằm ngăn chặn việc Mỹ kết nạp Ukraine vào NATO. Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng NATO chỉ là một liên minh mang tính tự vệ. Tuy nhiên, liên minh NATO đã ném bom đồng minh của Nga là Serbia trong 79 ngày vào năm 1999 nhằm kéo Kosovo ly khai khỏi Serbia. Tiếp sau đó, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự khổng lồ ở Kosovo. Tương tự như vậy, các lực lượng NATO đã lật đổ đồng minh của Nga là Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011, khởi đầu một thập kỷ hỗn loạn ở đất nước Libya. Một điều chắc chắn là Nga sẽ không bao giờ chấp nhận lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine. Vào cuối năm 2021, Tổng thống Nga Putin đã nêu ra 3 điều kiện với Mỹ. Ukraine tiếp tục trung lập và không gia nhập NATO. Crimea tiếp tục là một phần của Nga và khu vực Donbass trở thành khu vực tự trị phù hợp, thỏa thuận MIG 2. Ekip Biden, Sullivan, Nuland đã bác bỏ các thương lượng liên quan đến việc mở rộng NATO và 8 năm sau, chính ekip này đã hậu thuẫn việc lật đổ Tổng thống Yanukovych với việc những đề nghị thương lượng của Putin bị Mỹ thẳng thừng bác bỏ. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 2022. Tháng 3 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky dường như nhận thức được tình cảnh hết sức khó khăn của Ukraine là nạn nhân của một cuộc chiến tranh ngụy nhiệm Mỹ-Nga. Zelensky khi đó đã tuyên bố công khai Ukraine sẽ là một quốc gia trung lập và yêu cầu có những đảm bảo về an ninh. Ông cũng công khai thừa nhận Crimea và Donbass cần có một hình thức đối xử đặc biệt nào đó. Thủ tướng Israel khi đó, Naftali Bennett, đã tham gia vào vai trò trung gian hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ. Nga và Ukraine khi đó đã tiến gần đến chỗ đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, như ông Bennett giải thích mới đây, Mỹ đã nhảy vào chặn tiến trình hòa bình này lại. Kể từ đó, chiến tranh leo thang, theo Seamus Heaney, phóng viên điều tra nổi tiếng của Mỹ, người đã nhận được giải thưởng Pulitzer năm 1970,
thì chính các đặc vụ Mỹ đã thực hiện cho nổ tung đường ống Nord Stream hồi đầu tháng 9 2022, một lời tố cáo mà Nhà Trắng bác bỏ. Cơ sở cho hòa bình ở Ukraine vào lúc này mà Nga đã đưa ra là hết sức rõ ràng. Ukraine phải là một quốc gia trung lập, Crimea tiếp tục là căn cứ của hạm đội Biển Đen của Nga, giống như những gì đã diễn ra kể từ năm 1783. Nên tìm kiếm một giải pháp thực dụng cho khu vực Donbass, chẳng hạn như phân chia lãnh thổ, áp dụng hình thức khu vực tự trị hay một thỏa thuận đình chiến nào đó chẳng hạn. Điều quan trọng hơn, chiến tranh sẽ dừng lại, quân đội Nga sẽ rút khỏi Ukraine và chủ quyền của Ukraine sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác đảm bảo. Một thỏa thuận như vậy đáng ra đã có thể đạt được vào tháng 12/2021 hay tháng 3/2022. Điều quan trọng nhất, chính phủ và người dân Ukraine phải nói với cả Nga và Mỹ rằng Ukraine không muốn tiếp tục là bãi chiến trường cho một cuộc chiến tranh ngụy nhiệm nữa. Đối mặt với những chia rẽ nội bộ gay gắt, người Ukraine thuộc bất cứ sắc tộc nào cũng nên lựa chọn hòa bình thay cho việc tin tưởng vào một cường quốc bên ngoài nào đó, cho phép họ thỏa hiệp hay không. Theo giáo sư Jeffrey David Schatz, giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Đại học Columbia, dường như tâm trạng lo sợ thái quá đối với Nga đã được người ta cố tình bơm vào dư luận phương Tây qua việc thao túng và bóp méo sự thật. Theo ông, phương Tây đã đưa ra một cách giải thích hết sức đơn giản với nước Nga và với việc ván cờ lớn ở Ukraine hiện đang tuột khỏi vòng kiểm soát một cách nguy hiểm. Một đòi hỏi khẩn thiết nhất vào lúc này là một sự thảo thỏa thuận hòa bình. Phải chăng phương Tây đã lo sợ thái quá đối với Nga và Trung Quốc? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Bloomberg, đúng vào ngày Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine 23/2/2022, giáo sư Schatz cho rằng châu Âu nên phản ánh đúng lại bản chất sự vật rằng việc không mở rộng NATO cũng như việc thực hiện các thỏa thuận Minsk 2 chắc chắn đã giúp ngăn chặn được cuộc chiến tranh khủng khiếp hiện nay ở Ukraine. Thế giới hiện đang ở bên bờ vực của thảm họa hạt nhân, phần lớn do các nhà lãnh đạo chính trị phương Tây đã không thẳng thắn về những nguyên nhân dẫn đến làm leo thang các cuộc xung đột toàn cầu. Các diễn giải thô thiển của phương Tây theo đó cho rằng phương Tây là cao cả, còn Nga và Trung Quốc là ác quỷ, là đơn giản một cách ngớ ngẩn và cực kỳ nguy hiểm. Đây là một nỗ lực nhằm thao túng công luận, chứ không liên quan gì đến chính sách ngoại giao thực tế và cấp bách. Các diễn giải về bản chất của phương Tây được xây dựng lồng vào chiến lược an ninh của quốc gia Mỹ. Ý tưởng cốt lõi của Mỹ là Trung Quốc và Nga là những kẻ thù không thể sống chung, luôn tìm cách làm xói mòn an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Theo quan điểm của Mỹ, hai quốc gia này quyết tâm làm cho các nền kinh tế của họ ít tự do hơn và ít công bằng hơn, quyết tâm gia tăng sức mạnh quân đội của họ và quyết tâm kiểm soát thông tin và dữ liệu để đàn áp các xã hội của họ cũng như gia tăng ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, một điều mỉa mai là kể từ năm 1980, Mỹ đã tham gia ít nhất 15 cuộc chiến tranh ở nước ngoài do các nước này lựa chọn. Có thể kể ra đây một vài cuộc chiến tranh như Afghanistan, Iraq, Libya, Panama, Siberia, Syria, Yemen. Trong khi Trung Quốc không tham gia chiến tranh nào, còn Nga chỉ tham gia một cuộc chiến tranh Syria nằm bên ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ. Mỹ hiện có căn cứ quân sự ở 85 quốc gia. Trung Quốc có 3 và Nga có 1 ở Syria, nằm bên ngoài lãnh thổ Liên Xô. Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy cách diễn giải này, tuyên bố rằng thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta là cuộc cạnh tranh với các chế độ chuyên chế. Những chế độ tìm cách thúc đẩy sức mạnh của mình, tìm cách xuất khẩu và mở rộng ảnh hưởng của mình trên thế giới, và tìm cách biện minh cho các chính sách và hành động đàn áp của mình như một cách thức hữu hiệu hơn để đối phó với những thách thức ngày nay. Chiến lược an ninh của Mỹ không phải là công việc của riêng một tổng thống Mỹ nào, mà là công việc của cả thể chế an ninh Mỹ, một thể chế chủ yếu mang tính tự chủ và vận hành đằng sau một bức tường bí mật. Tâm trạng lo sợ quá mức đối với Trung Quốc và Nga đã được bán rao cho công chúng phương Tây thông qua việc thao túng những sự thật. Cách đây một thế hệ tổng thống, George Bush đã rao cho dư luận ý tưởng rằng một mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ là chủ nghĩa chính thống Hồi giáo, mà nó không hề đề cập gì đến việc chính CIA cùng với Ả Rập Saudi và một số nước khác đã tạo ra, tài trợ và triển khai cho những phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Afghanistan, Syria và nhiều nơi khác để thực hiện các cuộc chiến tranh ngụy nhiệm của nước Mỹ. Có thể thấy rõ điều này qua việc Liên Xô nhảy vào Afghanistan năm 1980 là một sự kiện được báo chí phương Tây mô tả là một hành động không phải do bị khiêu khích,
Nhiều năm sau này, người ta mới biết được rằng việc Liên Xô tiến quân vào Afghanistan trên thực tế đã diễn ra tiếp sau một chiến dịch bí mật của CIA nhằm khiêu khích Kremlin, dẫn đến hành động quân sự của Nga. Việc bóp méo thông tin tương tự như vậy cũng đã xảy ra trong trường hợp của chiến tranh ở Syria. Báo chí phương Tây đã đăng tải đầy rẫy những lời tố cáo nhằm vào việc Putin hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu vào năm 2015. Mà không hề đề cập đến việc chính Mỹ đã hậu thuẫn cho việc lật đổ Assad vào năm 2011 thông qua việc CIA tài trợ cho một chiến dịch bí mật có tên gọi là Tambor Samar nhằm lật đổ Assad nhiều năm trước khi người Nga xuất hiện. Hoặc gần đây hơn khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đặt chân tới Đài Loan một cách bất cẩn bất chấp những lời cảnh báo liên tiếp của Trung Quốc và trong khi không có một ngoại trưởng quốc gia G7 nào lên tiếng chỉ trích hành động khiêu khích đó của bà Pelosi thì các bộ trưởng G7 lại cùng nhau chỉ trích gay gắt phản ứng quá mức của Trung Quốc liên quan đến chuyến đi của bà Pelosi. Cách diễn giải của phương Tây về cuộc chiến tranh Ukraine rằng đây là một cuộc tấn công không hề bị khiêu khích của Putin trong nỗ lực tìm cách tạo dựng lại đế quốc Nga. Tuy nhiên, câu chuyện thật sự ở đây bắt đầu bằng lời cam kết của phương Tây với Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng sang phía đông. Nhưng tiếp sau đó đã có 4 đợt mở rộng NATO diễn ra năm 1999, kết nạp 3 nước Trung Âu, năm 2004 kết nạp thêm 7 nước nữa, gồm các quốc gia ở khu vực Biển Đen và Baltic. Năm 2008, cam kết mở rộng bao gồm Ukraine và Georgia. Vào năm 2022, mời 4 quốc gia hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham gia vào NATO với ý đồ nhằm vào Trung Quốc. Báo chí phương Tây cho đến nay cũng không đề cập gì đến vai trò của Mỹ trong việc lật đổ Viktor Yanukovych vì Tổng thống Ukraine có tư tưởng thân Nga. Đến việc các chính phủ Pháp và Đức, như những nước đứng ra đảm bảo thỏa thuận MiG-2 đã không hề thúc ép Ukraine thực hiện những cam kết của mình, cũng như không hề đề cập đến những lượng vũ khí khổng lồ mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine dưới thời các chính quyền Trump và Biden trước khi chiến tranh nổ ra. Và cuối cùng là không hề đề cập gì đến việc Mỹ từ chối thương lượng với Putin về việc NATO kết nạp Ukraine. Dĩ nhiên NATO nói rằng tổ chức này thuần túy chỉ mang tính tự vệ và Putin không có gì phải lo ngại cả. Nói cách khác, theo NATO, Putin không nên quan tâm đến các hoạt động của CIA ở Afghanistan và Syria. Đến việc NATO ném bom Serbia năm 1999, đến việc NATO lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi năm 2011, đến việc NATO chiếm đóng Afghanistan trong 15 năm, cũng như không cần quan tâm đến việc Biden nói hớ khi kêu gọi lật đổ Putin hay đến tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng mục tiêu của cuộc chiến tranh Mỹ ở Ukraine nhằm làm suy yếu nước Nga. Cốt lõi của tất cả những điều này là nỗ lực của Mỹ muốn tiếp tục là cường quốc bá quyền của thế giới bằng cách mở rộng các liên minh quân sự trên khắp thế giới nhằm kiềm chế hay đánh bại nước Nga và Trung Quốc. Đây là một ý tưởng nguy hiểm và hoang tưởng, thật sự lỗi thời. Nước Mỹ chỉ chiếm 4,2% dân số thế giới và hiện chỉ chiếm 16% GDP thế giới, được ấn định theo giá quốc tế. Trên thực tế, GDP tổng cộng của tất cả các nước G7 hiện không bằng GDP tổng cộng của các khối nền kinh tế mới nổi, BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, trong khi dân số của các nước G7 hiện chiếm 6% dân số thế giới so với 41% của khối BRICS. Hiện chỉ có một quốc gia tự huyền hoặc mình là cường quốc chi phối thế giới, đó là nước Mỹ. Đã đến lúc Mỹ phải công nhận nguồn gốc thực sự của an ninh, sự cố kết xã hội nội bộ và sự hợp tác có trách nhiệm đối với phần còn lại của thế giới, thay vì ảo tưởng về quyền bá chủ. Với một chính sách đối ngoại được điều chỉnh như vậy, Mỹ và các đồng minh của mình mới có thể tránh được chiến tranh với Nga và Trung Quốc và giúp cho cả thế giới đương đầu với rất nhiều khủng hoảng liên quan đến môi trường, năng lượng, lương thực và xã hội. Điều quan trọng nhất vào thời điểm hết sức nguy hiểm hiện nay, các nhà lãnh đạo châu Âu cần nhận thức được nguồn gốc an ninh thực sự của châu Âu. Đó không phải là quyền bá chủ của Mỹ, mà là những dàn xếp an ninh của châu Âu, theo đó tôn trọng những lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia châu Âu. Và chắc chắn không chỉ bao gồm Ukraine mà còn cả của Nga nữa. Châu Âu nên phản ánh đúng bản chất sự vật rằng việc không mở rộng NATO cũng như việc thực hiện các thỏa thuận Minsk II chắc chắn sẽ giúp ngăn chặn được cuộc chiến tranh khủng khiếp hiện nay ở Ukraine. Và thời điểm hiện tại chỉ có ngoại giao chứ không phải là leo thang quân sự mới là con đường dẫn tới an ninh thực sự của châu Âu và toàn cầu. Bài bình luận với tiêu đề "Khi cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ vượt ra ngoài vòng kiểm soát" của nhà báo tác giả Lập Nguyễn phát sóng trên kênh YouTube Thế Giới Nghiêng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến chia sẻ đóng góp mời quý vị cùng để lại phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.